báo giá tép kèn 600k một đôi. 600k một đôi, bao ship anh em về tiện ok thanh toán. Đây nha, khung gỗ đời mới này. Củ 250 500 xịn nhá, chống cháy 100%. 600k một cặp. 600k một cặp nhá, có hai màu. Màu đen này. Màu đen và màu gỗ nhá. Đây, loa tép chống cháy 100%. Dùng những các loại âm ly cục đẩy đều được. Loa full, loa đứng, loa nằm, bass 20 đến bass 50. Loa tép tăng độ nét gấp 3 lần cho bộ dàn âm thanh. 600k nhá. 600k một cặp. Phố 12 x 12, chiều cao 16 phân. Côn 2,5. Dây làm sẵn 1 mét rồi, về đấu và đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. 600k một cặp. Còn sang bên này là 1 triệu nhá, 1 triệu một đôi, bao ship anh em về tiết ok thanh toán. Từ 1 triệu này thì có chế độ siêu tép nhá. Này, củ 350 500 xịn, chống cháy 100%. Khung gỗ đời mới. Cao 16 phân, số 12 x 12. 1 triệu một cặp, bao ship anh em về tiết ok thanh toán, liên hệ với kênh Lưu Quốc Cạn. Từ 600 này đến 1 triệu này có thể dùng cho các loại công suất từ 2 sò đến đẩy 40 sò, 60 sò. Loa cây, loa full, loa đứng, loa nằm đều ok. Bát 20 đến bát 50. 1 triệu một cặp, bao ship, test ok thanh toán, khung gỗ đời mới nhá. Đấy, nam châm cao cấp. Đấy, đây là loạt tép chống cháy tăng độ nét gấp 3 lần cho bộ dàn. Còn 600k này không thiết kế công tắc. Chúng tôi thiết kế từ khung sắt đời 2019 sang đây, bây giờ nó thành gỗ rồi. Nhập trong này nhá. 600k một cặp. Còn sang bên này là 1.500k. Cái loại này là loại khung gỗ đời mới, củ 450 đại nhập khẩu, đều có hai màu. Có chế độ bật tép và siêu tép, 1.500k bao ship. Anh em liên hệ với kênh Lưu Bắc Cạn để được phục vụ ship hàng toàn quốc nhé. Đây là hàng nam châm đẹp, chống cháy 100%. 0973 533 269. Ok nhá.